thưa quý vị, một mùa xuân đã về với chúng ta. Và hôm nay, những ngày đầu xuân mới, tôi rất là vui mừng khi được trò chuyện với một người đẹp. Một người mà được nhắc đến rất là nhiều trên báo, trong những cuộc vui ở ngoài đời của trong nhiều gia đình. Đó chính là Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên, một cô gái đã vượt qua rất nhiều những cô gái đẹp khác ở trên khắp mọi miền của Việt Nam để đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014. Chào em. Chào chị. Tết năm nay sẽ khác nhiều với những cái Tết mà Kỳ Duyên đã được từng trải qua. Đó là cái Tết mà Duyên được nhận được rất nhiều những niềm vui của mình. Vậy thì bạn có cái sự thay đổi như thế nào, hay là có những cái món quà gì cho cái sự thay đổi trong cuộc sống của mình khi mình đăng quang hay không? Em nghĩ rằng Tết là một dịp để mọi người trong gia đình có thể sum họp. Và đối với cá nhân em thì sau khi em đạt giải Hoa hậu Việt Nam thì Tết vẫn là như những năm trước, vẫn mọi người trong gia đình vẫn cùng vui vẻ sum họp với nhau. Em được gói bánh chưng, có thể được ngủ trễ hơn một chút, được sang nhà họ hàng chơi cùng với tất cả các anh chị. Thế mà chị cứ tưởng là em với cái tiền giải thưởng thì em có thể làm thay đổi cái Tết năm nay khác năm khác bằng cách là em sẽ dùng cái tiền giải thưởng của mình để mua những món quà cho những người thân trong dịp Tết này. Em nghĩ rằng đối với bất kỳ người cha, người mẹ nào thì sự trưởng thành cũng như sự trưởng thành và sự khôn lớn từng ngày của con cái là món quà lớn nhất. Và đối với bố mẹ em thì em nghĩ đó cũng là món quà lớn nhất mà em có thể dành tặng được cho bố mẹ em trong dịp Tết này. Với tôi thì Tết thì luôn luôn là những cái lúc để ta nhớ về những cái Tết mà ta đã từng trải qua. Có những cái Tết vui, có những Tết không được vui lắm. Khi mà được Tết thì được tiền mừng tuổi rất là nhiều. Hoặc có những Tết thì lại không còn nghe thấy những tiếng pháo nữa. Còn bạn, những ký ức về Tết trong bạn như thế nào? Đối với em thì từ nhỏ thì em luôn nghĩ rằng là Tết là một khoảng thời gian rất là vui. Bởi vì Tết là bọn em được nghỉ học, được gặp gỡ bạn bè, được vui chơi cùng tất cả người thân nhân gia đình. Và đó cũng là một dịp để tất cả anh chị em, các cháu, các bác, các cô, các chú, ông bà trong họ hàng có thể tập họp vào một ngày để mọi người có thể cùng giao lưu, cùng kể những câu chuyện mà một năm cũ vừa qua. Và tất nhiên là em được tiền mừng tuổi và được ăn những món ngon, những món cổ truyền mà có thể hàng ngày mình không được ăn. Và đó chính là những ký ức đẹp đẽ trong em khi mà những ngày Tết đến xuân về. Ví dụ như gia đình nhà tôi thì cứ sau khi giây phút giao thừa thì bố thường sẽ gọi từng người một và chúc mừng năm mới và lì xì. Khi còn đi học thì bố luôn luôn chúc là con học giỏi, con thành đạt, chúc cho sức khỏe. Rồi đợi những ngày đầu của năm mới thì bố, mặc dù đêm giao thừa thì là thường ngủ rất muộn, nhưng bố vẫn luôn gọi dậy rất sớm và nói rằng con phải dậy và con hãy khai bút đi, con hãy viết, con hãy làm những bài tập. Bởi vì mùng 1 sẽ khởi đầu cho một năm để con có thể luôn ý thức được cái việc học hành của mình. Còn gia đình nhà bạn thì như thế nào? Gia đình nhà em thì cũng giống một chút đối với gia đình của chị Hà Sơn. Đó là vào ngày giao thừa thì ba mẹ em thì có chuẩn bị một mâm cơm nho nhỏ để thờ cúng các cụ ở trên sân thượng. Và khi đó thì tất cả mọi người trong gia đình đều tập trung ở sân thượng để ngắm pháo hoa, được có thể mình thắp hương và hạ lễ. Mà khi đó thì em cảm thấy mọi thứ rất là ấm cúng bởi mùi hương của hương, được nghe tiếng pháo nổ. Và vào ngày mùng 1 thì việc đầu tiên của gia đình em làm đó là đến nhà bác cả và đến nhà bác cả để thắp hương cho ông bà, thắp hương cho các cụ, thắp hương cho tổ tiên. Và đối với em thì đến mùng 3 em mới bắt đầu khai bút. Chứ không phải là mùng 1 giống như không tôi ạ, đúng không? Dạ. Tôi vẫn nhớ là tôi có một cái Tết không được vui. Khi mà vào đêm giao thừa, tôi đã trốn đi sang nhà hàng xóm và để chỉ xin những cái bánh pháo tép. Và bố tôi đã đánh tôi. Và tôi cho rằng đó là những cái ký ức buồn, không được vui vẻ đối với tôi. Bạn có những cái câu chuyện hay là có những cái kỷ niệm thật là đặc biệt của bạn về Tết nào không? Có thể chia sẻ với tôi.
Có một kỷ niệm mà dịp Tết em có nhớ nhất, đó là có một năm khi mà bố giao trọng trách cho hai anh em, là giao cho anh trai em là sau khi hai anh em đi chơi về là anh trai sẽ có trọng trách là sẽ xông nhà. Và khi đó trở về nhà thì anh trai có nghe điện thoại, và lúc đó em thực sự là không để ý và có bước vào nhà, và em chính là em lại là người xông nhà chứ không phải là anh trai em. Nhưng mà một điều rất là may mắn là năm đó mọi việc diễn ra rất là thuận lợi và không có gì gọi là theo cụ mê tín là nếu mà không phải người xông nhà mà kỵ thì sẽ gặp những điều không may mắn. Và thỉnh thoảng, nên là từ những năm đó thỉnh thoảng sau này thì em được cũng tin tưởng, được tin tưởng để khá xông là nhà. Tin tưởng để xông nhà. Dạ. Một mùa xuân mới thì đang về rất là gần rồi, và tôi nghĩ rằng là những cái ngày này thì chắc là mỗi một người đều phải dành những cái thời gian cho gia đình. Năm 2015, bạn có cá nhân bạn, bạn có một cái ước vọng gì, có những cái mong muốn gì? Năm 2015 thì em ước muốn em có được sức khỏe. Bởi vì khi em có được sức khỏe rồi thì em có thể làm được tất cả mọi điều mà em muốn. Em có thể chăm lo cho bản thân em, chăm lo cho gia đình, chăm lo cho những người thân bên cạnh. Và có sức và khỏe để làm sức nhiều khỏe hoạt động, làm nhiều hoạt động hơn dạ. Em và em cũng ước muốn là tất cả những người trong gia đình và cũng tất cả mọi người trên đất Việt Nam có một sức khỏe dồi dào cho năm mới. Tôi hôm nọ tôi có xem một cái clip của bạn. Lúc đó bạn còn rất là trẻ con, hát nhạc Hàn. Và tôi nghe và tôi thấy rằng là không bàn đến chuyện là hát hay hát dở, nhưng mà bạn là một người, tôi cảm nhận là một người rất là yêu nhạc. Vậy thì trước một mùa xuân mới, bạn có thể hát tặng độc giả một đoạn hay một câu nào đấy được không? Những cái clip, những cái video clip mà chị Hà Sơn vừa nói, đó là những phút ngẫu hứng của em khi mà sau một giờ học mệt mỏi. Và hôm nay đến đây thì em có một món quà em, phải không? Dạ. Và hôm nay đến đây thì em cũng xin được gửi một món quà tới tất cả những độc giả của báo điện tử Vietnamnet. Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết đến trong tìm mọi người. Năm mới sắp đến rồi thì sau khi được dành tặng độc giả của báo điện tử Vietnamnet những lời hát thì Kỳ Duyên cũng xin được gửi lời chúc tới tất cả những độc giả của báo điện tử Vietnamnet có một năm mới sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, thật luôn lúc nào cũng được hạnh phúc và bình an bên gia đình và người thân. Cảm ơn Kỳ Duyên rất là nhiều, và xin thay mặt cho những độc giả của Vietnamnet xin gửi lời chúc cho Duyên một năm mới cũng nhiều sức khỏe, nhưng mà bạn đừng tăng cân nhiều nhé. Có thêm nhiều những hoạt động có ý nghĩa cho xã hội, và nhớ là phải tập trung vào việc học, đừng quên. Cho tôi gửi lời chúc mừng năm mới đến gia đình bạn và những người thân của bạn. Em cũng xin được cảm ơn tới chị Hà Sơn và gửi lời cảm ơn tới báo Vietnamnet hôm nay đã tổ chức một buổi giao lưu trò chuyện rất là thú vị. Và năm mới thì em cũng xin được chúc chị Hà Sơn lúc nào cũng mạnh khỏe, xinh đẹp và thành công trong cuộc sống. Chúc cho báo Vietnamnet mình ngày càng có nhiều thành công hơn trong công việc, cũng như được nhận được sự ủng hộ, sự tin yêu của tất cả các độc giả. Cảm ơn bạn. Kính thưa quý vị, rất là vui vì hôm nay là Kỳ Duyên có mặt tại báo Vietnamnet và có những cái chia sẻ rất là chân thành, rất là cởi mở đến độc giả Vietnamnet. Và chị hy vọng rằng là một ngày gần đây lại được trò chuyện với Kỳ Duyên để chúng ta sẽ được bàn sâu hơn, hoặc là có nhiều cái thông tin mới hơn, tốt đẹp hơn về em cho độc giả. Chúc quý vị một năm mới nhiều sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Xin chào và hẹn gặp lại.